Hello nha anh em. Đang thử lên cái chiếc Suzuki V3 FI nha anh em. Xe này xe Kiên Giang có khác nhé. Đi mới có ba mấy ngàn, 32 ngàn. Thằng này thì mâm theo xe luôn nha anh em, bánh mâm, mâm theo xe luôn. Ốc đẹp ha. Đang quay trời nắng gió đầy đủ nè, máy zin nè, đồ bò trắng tư, cục máy trắng tư ha, chuyện zin luôn. Giá còn 12.500.000, quá rẻ nha nè, quá rẻ cho anh em cài bừa nắng mưa, chạy tiết kiệm xăng là chùm phân khúc. Máy im quá nè mày, 12.500.000. Máy nổ nè, máy quay thấy chưa, giá quá rẻ luôn, 12.500.000. Bánh mâm, mâm nó mâm nặng lắm, mâm hãng dày lắm nè, 23 ha. Cái gấp nó có dợp sơn nha anh em. Mấy cái này thì hầu như chiếc nào cũng bị. Cái dòng này nó lỗi mấy chỗ này, chiếc nào cũng bị hết. Tương đối xe này theo đánh giá tổng quan phải là tương đối là ok. Ốc còn màu. Ha, cục máy nè, cục máy trắng tư. Xe này không mua xe nào anh em. Vừa là thương hiệu Nhật Bản vừa bền bỉ. Chạy là tiết kiệm nhiên liệu. Đó, đẹp cũng có đẹp luôn đó chứ đâu có xấu đâu nè. Mình coi là cái giá tiền ha, rất là phù hợp. Đèn nó sáng luôn nha, đèn sáng lắm. Thấy không? Quá ngon. Đầy đủ hết. Có 12.500.000 mà. Rồi, anh em nào thấy phù hợp đúng giá trị thì cứ alo thôi. Chứ cái xe này là nó bao bền. Bao bền, bao trâu. Bao tiết kiệm nhiên liệu. Đó, anh em quan tâm thì alo nha nè. Số cửa hàng 0976666344. Và cũng đó cũng là cái số tài khoản của ngân hàng MB Bank nha nè. Anh em chuyển tiền nhớ ghi nội dung là chuyển tiền chiếc Suzuki V3 FE giùm em nhé. Rồi, xin cảm ơn.